Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, cơ quan công an đã nắm được thông tin về một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một cụ bà bị một người phụ nữ được cho là con gái chửi mắng, đánh đập bằng cán chổi, thậm chí người này còn xúc cát đổ lên mặt mẹ của mình. Sự việc này ngay lập tức đã gây nên một sự phẫn nộ rất lớn đến từ dư luận. Theo nội dung đoạn clip, cụ bà tóc bạc trắng, dáng vẻ gầy yếu ngồi trên giường và được cho là đi vệ sinh không thể kiểm soát. Phải thu dọn cho cụ bà, người phụ nữ áo xanh được cho là con gái đã tỏ ra hết sức bực tức. Người này liên tục mắng chửi mẹ của mình bằng nhiều lời lẽ thậm tệ, quát mắng lớn tiếng, xưng mày, tao và thậm chí là còn dọa dẫm mẹ của mình. Đặc biệt, người phụ nữ này đánh đập cụ già rất dã man, dùng cán chổi vụt nhiều nhát vào người, lấy chăn và gối đánh tắt rất mạnh vào mặt mẹ khiến cụ bà ngã nhào ra giường không thể chống đỡ. Đỉnh điểm là người con gái này đã trút giận lên mẹ của mình bằng cách hốt cát dính phân dưới đất lên rồi đổ thẳng vào mặt và người mẹ mình. Vừa hất người phụ nữ này vừa hét lớn, mày ăn vô cho tao, mày ăn vô cho tao. Sau khi tra tấn mẹ cả về thể chất và tinh thần, người phụ nữ tiếp tục quát nạt bắt mẹ cởi đồ để thay rửa. Khi cụ bà tỏ ý không muốn cởi đồ thì lập tức bị người phụ nữ xông vào đánh tát tới tấp, giằng xé quần áo. Cụ bà la lên trời ơi và sau đó phải tự cởi đồ do không thể chịu đựng thêm những cú đánh tàn nhẫn của con mình. Được biết, sự việc này xảy ra tại xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Người quay clip là người hàng xóm của gia đình, do thương hại cụ bà già yếu và bức xúc trước hành vi dã man của người con gái, do vậy đã lén đặt máy quay để ghi lại cảnh bạo hành làm bằng chứng. Được biết, cụ bà xuất hiện trong đoạn clip là bà Trần Thị Đường, 88 tuổi, đã qua đời cách đây mấy ngày. Người phụ nữ bạo hành cụ bà là con gái của cụ, phụ trách chăm sóc mẹ già khoảng 1 năm trở lại đây. Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước cho biết, vụ việc này chúng tôi đã nắm được và đã chỉ đạo công an huyện điều tra, xác minh thời điểm xảy ra vụ việc. Người phụ nữ đánh cụ bà khả năng là con gái, từ đó sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho fanpage và kênh YouTube S News nhé.